Đây là trà dưa ba mate của cái hãng gọi là Loi D. Hộp trà như vậy á là có 20 gói và tổng trọng lượng của hộp trà này có 34 gram thôi. Cái loại trà dưa ba mate này là cái trà của Nam Mỹ và người ta quảng cáo là Messi, mấy cái cầu thủ này nọ đó uống cái loại trà này để giúp cho tỉnh táo với lại có được nhiều năng lượng. Thật sự ra cũng không biết như thế nào, bởi vì trong trà dù là dơ ba mate hay là trà đen, trà gì, chảo lông gì cũng có caffeine, thì cái caffeine nó sẽ giúp cho mình tỉnh táo, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà có thể là cái trà này cái lượng caffeine đó, nó sẽ cao hơn. Trà này nghe nói là được sử dụng ở Argentina gì khoảng 3.000 năm trước, rất là lâu đời của thổ dân Argentina gì đó. Nó thì đây là nó nằm ở trong hộp nè. Cái loại trà này không phải là vị trà dơ ba mate truyền thống, mà nó là trà cái hương vỏ lựu với lại nha đam. Ban đầu thì nhìn cái hộp này á, nhìn cái màu trà nè, mình tưởng đâu là nó sẽ ra được cái màu trà màu xanh như vậy, nhưng mà thực sự ra không phải. Đây là cái cốc để uống trà dơ ba mate với lại cái ống hút. Thì nếu như mà mình cũng đâu có cần phải có cái cốc này làm gì, mình có thể lấy cái ly thủy tinh á mình uống cũng được, mình uống như trà bình thường thôi. Chỉ có điều là nếu như mà cái này nó làm bằng inox, nó làm bằng kim loại, nên là khi mà mình chế nước vào nó sẽ giữ nóng lâu hơn. Và cái trà này á, thường thường là người ta sẽ uống nóng nhiều hơn là uống lạnh. Hộp trà, cái hộp này nhìn rất là đẹp nha, ở bên trong nó sẽ có là 20 gói trà. Đây là ở phía bên hồng hộp nè. Ở phía đằng sau thì nó có một cái tem phụ để giúp cho mình đọc một số cái thông tin chi tiết cơ bản của sản phẩm. Như là cái này là xuất xứ từ Ba Lan, nhưng mà trà này là trà của Brazil nha. Lá xuất xứ của dơ ba mate là ở Brazil, nhưng mà một số thông tin mình đọc á thì là của thổ dân Argentina 3.000 năm trước. Nói chung là mấy nước Nam Mỹ hay là nước nào họ cũng sử dụng cái loại trà này á, đều có cái cây này, cái cây trà này nè. Đó, thành phần của nó là dơ ba mate 85%, rễ cam thảo 5%, hương liệu nhân tạo, vỏ lựu và bột lô hội cô đặc, tức là bột bột nha đam á. Thông tin cảnh báo là chứa cam thảo, là những người bị tăng huyết áp nên tránh tiêu thụ quá mức. Xuất xứ của dơ ba mate là ở Brazil, nhưng mà cái trà này được sản xuất ở Ba Lan. Cái trà này của Ba Lan bởi công ty gì đó. Thì do là đây là trà dơ ba mate này á, nó có cái thành phần là cam thảo, mà mình cũng không biết nó bỏ cam thảo vô làm gì, nên là những người mà bị cao huyết áp á thì không có nên uống cam thảo thường xuyên. Do là nếu như mà uống cam thảo thường xuyên sẽ giúp cho cái tình trạng, sẽ làm cho cái tình trạng bất ổn về huyết áp á, nó không có kiểm soát được. Nên là mình nghĩ nếu mà một ngày uống khoảng chừng một gói cũng sẽ không sao. Đây là cái bầu nè, cái bầu để uống dơ ba mate nè, để xem cái cách pha nó như thế nào nè. Hướng dẫn sử dụng nè: đặt túi trà vào 200 ml cốc nước sôi ngâm trong 3 đến 5 phút. Cái đó là hướng dẫn bằng tiếng Việt nha. Còn hướng dẫn bằng tiếng Anh, trên cái vỏ hộp này nè, nó có rất là nhiều những cái ngôn ngữ luôn, như là ngôn ngữ Trung Đông gì tùm lum á, tiếng gì tùm lum hết á, rất là nhiều. Nhưng mà bên đây nè thì nó có ghi cho mình bằng tiếng Anh nè: bỏ gói trà vào trong cái cốc, đổ khoảng 200 ml nước nóng nhưng mà chưa sôi. Tức là nếu như mà nước sôi khoảng 100 độ thì nhiệt độ uống trà lý tưởng của này khoảng chừng 75 cho đến 85, 90 độ vậy thôi. Nó nói chung là chưa phải nước sôi. 90 độ nè, nó có để hình là 90 độ. Rồi bỏ gói trà vào 200 ml nước, chờ 3 cho đến 5 phút. Bây giờ mình sẽ mở phía bên trong hộp ra xem. Khi mà mình mở cái hộp á, giống như là nó có một cái lẫy vậy. Kiểu kiểu như là mình cảm nhận nó giống như là một cái lẫy vậy. Nó khác so với những cái hộp trà truyền thống của Việt Nam nha. Trà của Việt Nam khi mà mình tháo cái hộp ra rồi á, mình đậy nắp lại á, thì nó cũng bị bụp bụp lên, còn cái này không có. Mình đậy xuống nè, đó, nó rất là chắc.
Thì mà mình đẩy lên á, nó giống như là nó có một cái lẫy vậy. Thì cái lẫy đó là hai cái lẫy này nè, là hai cái miếng giấy này. Để khi mà mình đóng lại á, thì hai cái miếng giấy á, nó sẽ kẹp lên trên đây. Nó tạo thành cái lẫy đó khi mà mình đóng nè. Hộp chè rất là đẹp. Bên trong là có 20 gói. Đây là một gói nè, gói có chút ép à. 20 gói là 34 g, vậy là một gói như vậy là có 1.7 g à. Một gói như vậy có 1.7 g à. Cái gói chè này á thì nó có cái hình tam giác nha. Nó có cái hình tam giác. Và ở phía bên trong nè, mọi người có thể thấy nè. Đây là mấy cái lá nhỏ nhỏ này á, là mấy cái lá trà yerba mate. Với lại cũng có thêm bột cam thảo và bột lô hội nữa. Nói chung là 85% là cái lá trà yerba mate. Và khi mà mở hộp ra, biết hửi được cái mùi gì không? Thực sự ra thì khi mà mở ra hửi á, nó cũng không có mùi gì đó. Ồ, cái gói này không biết vì sao mà nó bị tét rồi nè. Ok, như vậy cũng hay. Thì mình có thể cho mọi người xem được là cái lá trà yerba mate nó như thế nào. Thì nó giống như là những cái lá cây khi mà mình phơi khô xong rồi mình giã nát nó ra đó. Đây là cái lá trà yerba mate nè. Đó. Nó giống như là mấy cái vảy cơm vậy mà. Thấy không? Hửi thì nó cũng không có vị gì nha. Khi mà hửi mở cái hộp ra mà mình hửi nghe biết giống như cái gì không? Giống như là cái hộp thuốc lá mà người ta hút á. Khi mà mình mở ra mình nghe được cái mùi đó đó. Y chang luôn, y chang như khi mà thí dụ mà nhà bạn ai mà có hút thuốc á, mình thì không có hút thuốc rồi. Đó, nhà bạn có ai có hút thuốc á, lấy cái hộp thuốc á mở ra, hửi sẽ nghe được cái mùi y chang như là cái mùi trong cái hộp này á. Ngay kể cả cầm cái gói trà lên hửi thì nó cũng không nghe được một cái mùi gọi là mùi bó lụ hoặc là bất kỳ một cái mùi gì khác. Thì bây giờ mình sẽ pha trà, mình có pha sẵn một cái ly trà rồi. Do là mình pha hai gói luôn cho cái vị nó đậm, do là lúc nãy cái gói đầu tiên mình đã uống hết một nước rồi. Nó mình pha nước thứ hai này mình sợ là nó sẽ bị cái hương vị nó sẽ bị nhạt đi á, mình bỏ thêm hai gói luôn, mình bỏ thành bây giờ thành hai gói nè. Nước trà của cái trà yerba mate này á thì nó không có đặc nha, nó rất là lỏng, nó không có cái màu vàng của nó rất là nhẹ, kiểu giống như màu vàng mà màu vàng của bia mà pha loãng vậy á. Nó chỉ có vàng hơi nhẹ nhẹ thôi. Khi mà mình hửi thì nó nghe một cái mùi, nó nghe một cái mùi gì đó mà khi mà mình đọc ở trên mạng người ta nói là trà yerba mate này là nó có hương vị giống như là cam thảo với lại xà đen. Đó, cam thảo với xà đen. Nhưng mà khi mà mình uống, khi mà mình hửi thì cái vị mà mình thấy giống nhất là biết cái dùng lấy một cái gói trà Lipton pha xong rồi bỏ một hoặc là hai lát mảng cầu sim á, trà mảng cầu á, mảng cầu sim á, rồi bỏ thêm nước trái vải vô đó thì nó y chang cái mùi như vậy luôn. Cái mùi giống như là cái mùi nó rất là thơm, nhưng mà mình không thích cái mùi thơm này đó. Cái mùi thơm nó nồng nặc luôn á, cái mùi nó rất là thơm. Uống thử nè. Nếu như á mà họ nó có một cái vị gì á thì khi mà mình uống á nó có một cái vị chát nhẹ, nhưng mà cái vị chát của nó thì không có được ngon, giống như là trà, giống như mình uống trà đá mình quen rồi đúng không, giống như trà đá, trà lài hoặc là trà sâm dứa á. Thì nếu mà mình uống đậm á nó sẽ có một cái vị chát đó, nó có một cái vị chát với lại cái vị ngọt ngọt. Còn cái này khi mà mình uống á thì nó có một cái vị ngâm ngâm nhẹ, tức là hơi cái vị hơi đắng nhẹ á. Còn người ta nói là uống là có cái hậu ngọt, nhưng mà thật sự ra thì cũng không có hậu ngọt gì mấy. Đó, nước rất là lỏng. Mùi vị của nó cũng thấy rất là bình thường, cũng không gì á. Nhưng mà cái giá của cái loại trà này á thì nó cũng không hề rẻ một tí xíu nào luôn. Đó, một hộp như vậy thì cũng 60-70 ngàn. Trong khi đó nếu như mà mình mua trà yerba mate mà nó đóng thành gói 100 g hay là 50 g gì đó cũng mấy trăm ngàn, cũng 1-200 ngàn gì đó. Nhưng mà cái vị nó không hề ngon nha.
vị nó không, mình thấy không có ngon tí xíu nào ngoài cái mùi hương. Cái mùi hương khi mà mình hửi nó sộc lên trên mũi luôn. Có lẽ là mới vừa uống á, thì chưa quen, nhưng mà thật sự ra thì cái vị trà này mình không quá thích bằng cái trà mà giống như trà lài á, mình hay uống trà đá, thì mình thấy cái trà đó nó ngon hơn, dù cho là mình uống đậm á. Uống đậm thì cái vị nó chát, với lại phần trong cái cổ họng mình nó ngọt ngọt, còn cái trà này á, mình uống mình chỉ thấy nó mùi thơm mà giống như là nước lã mà pha với lại mùi thơm vậy đó. Với lại có một cái vị ngầm ngầm, tức là một cái vị nó hơi đắng nhẹ nhẹ một chút xíu. Thì người ta nói là trà này những người mà bị đa bao tử sẽ uống được, tức là bị những cái vấn đề về dạ dày uống nó sẽ không có bị cầu ruột, hoặc là nó không có kích thích ruột hoặc là dạ dày. Thì có thể là do là cái vị của trà này á, nó ít cái chất tannin á, cái chất tannin trong trà này nó sẽ tạo ra cái vị chát đặc trưng của trà xanh. Còn cái giống như cái lá yerba mate này nè, nó không có cái chất đó hay sao á, nên là nó sẽ không có ảnh hưởng nhiều đến những người bị bệnh dạ dày. Và với lại phần nhưng mà uống thì cái vị nó không có ngon. Uống trà bình thường á, tuy là bịch trà bình thường nó có nhiêu tiền đâu, có mười mấy 20 ngàn à, nhưng mà mình thấy uống trà đó pha đậm uống còn ngon hơn là cái trà này. Còn cái trà này giống như là uống chơi chơi cho biết vậy. Bạn cũng không cần lấy trà làm gì nữa, giống như là nhà có cái trái mãng cầu sim đúng không, lấy khoảng chừng một hoặc là 2 muối gì đó, khoảng chừng hai cái lóng tay này nè, rồi lấy một cái ly nước, rồi cái xong bỏ vô, bỏ nấu nước lên, cái bỏ 2 miếng mãng cầu đó vô, rồi chế một chút xíu nước trái vải á, nước trái vải mà người ta bán chè á, chế một chút xíu vô uống y chang như cái mùi này, giống khoảng 85%. Thì nó tự tự giống như là trà mãng cầu rồi, nó cũng không có gì. Còn về những cái lợi ích giống như là cái hàm lượng caffeine trong trà này cao, nó sẽ giúp cho mình tỉnh táo, thì cái đó cũng chưa có trải nghiệm được, bởi vì mình cũng mới vừa uống thôi à, cũng chưa thấy cái gì rõ ràng cả. Nhưng mà nếu như mà được cái là trà này uống không có say nha, nó kể cả như bạn bỏ 4 5 bịch vô luôn á thì nó cũng không có gây say trà. Còn nếu như mà trà xanh á mình uống đậm quá thì nó sẽ làm cho tim của mình đập nhanh, hồi hộp. Nói chung trà này uống khá là lành, uống nó lạt, nó nhạt như là nước vậy. Ngoài cái vị nó có cái hương vị rất là mạnh, người ta nói là cái hương vị cam thảo với lại cái xạ đen gì á, mình cũng chưa biết cam thảo với xạ đen là cái gì nữa, nhưng mà cái mùi này giống như là cái mùi nước mãng cầu á. Nó giống như là nước thường mà pha hương vô thôi. Còn những cái hoạt chất ở trong đây á thì chưa có dịp thử, chưa có thấy. Còn hỏi á nó có cái hậu ngọt hay không thì thật sự ra thì không có thấy một cái hậu ngọt gì. Như là mình uống trà xanh đi, hoặc là mình uống trà lài á, mình uống á, mình pha đậm đúng không, thì mình uống mới đầu á, mình nuốt xuống á thì có một cái vị đắng, nhưng mà nó sẽ đọng lại trong cái cổ họng mình, một cái vị nó ngọt thanh thanh. Còn cái trà này á thì uống á, uống vô á, thì nó nhạt lắm, nó rất là nhạt luôn, nó nghe một cái vị mãng cầu. Và khi mà mình uống xong á thì giống như ngay cái cổ họng mình á, nó giống như bạc hà vậy á, nó hơi mát mát cái cổ họng một chút xíu thôi, chứ ngoài ra thì không có thấy cái vị ngọt. Chứ vậy mình nói là ngoài cái việc mà trà này nó có thể có lợi ích cho sức khỏe, nhưng mà về cái vị của nó thì thật sự ra thì không có ngon. Và nếu như mà mới vừa uống á thì cái mùi hương của cái loại trà này nè, nó khiến cho mình hơi bị khó chịu. Tuy là không phải là nó kích ứng dạ dày nha, nhưng mà cái mùi hương của nó hơi nồng á, giống như là mình xịt nước hoa vô trong nước uống của mình vậy á, cái mùi hương nó hơi nồng, nó sộc lên trên mũi á. Hơi hơi khó chịu, hơi hơi nhức đầu một chút xíu, nhưng mà khi mà mình uống quen rồi thì mình thấy cũng giống như mình uống nước lã à. Trà yerba mate của cái hãng Lôi Đê 20 gói ở trong đây, uống cũng rất là lâu á, mỗi lần uống chỉ nên uống một gói thôi nè, 2 gói pha ra nè, thì nó cũng vậy thôi.
cái màu nó cũng đâu có đậm hơn đâu. Còn nếu như mà trà trà xanh của mình á, trà khô á, trà mình muốn trà đá đó, mình bỏ ít thì cái màu nó nhợt à, mà nếu mà mình bỏ một nắm á, một hồi trà nó đen thui luôn, đó là nó ra rất là đậm. Còn cái trà này nè, dù bỏ hai gói luôn thì cái màu nó cũng y chang như bỏ một gói à, cũng không có khác gì mấy. Nhưng mà được một cái nữa thì mình nghe nói là cái trà này mình có thể pha được nhiều nước mà nó vẫn giữ hương vị, tức là khi mà mình uống xong cái nước đầu á, mình chế thêm nước sôi nữa thì nó thành một cái ly trà mới, nó vẫn giữ được cái hương vị, chứ nó không có giống như là cái trà xanh mà mình hay uống. Trà xanh mình hay uống, mình uống nước đầu xong mình chế nước thêm nữa thì nó sẽ bị nhạt đi.